Người ta sáng ăn xôi thì tối ăn sang. Còn mình từ sáng tới tối chỉ có gói xôi này mà sao nó lại màu tím ta? Đã không cứ màu tím lắm mà nhà không còn gì ăn, với chưa có lãnh lương thì thôi mình ăn đỡ. Mà đỡ vậy thôi chứ cũng không ổn lắm. Nên thôi xin chị đẹp 49k đi ăn bún đậu. Ủa nay còn có giảm nữa chứ? Giảm thì giảm nhưng mà chắc kêu phần 49k này thôi cho nó tiết kiệm. Ừ, tự nhiên khúc này nhỏ em quay qua hỏi là tiết kiệm dữ chưa? Thì mình quay qua trả lời ngắn gọn là ăn đi, mà nhìn cái phần 49k này cũng nhiều dữ ha. Mỗi lần nghĩ tới cảnh chưa lãnh lương mà lại thèm bún đậu. Thì mình cứ bay ra cái chỗ quen gần nhà. Mà bữa nay bay hơi lố qua tới Bình Thạnh luôn. Lại nghe đồn giảm 50 tới cuối tháng 5 lần. Làm cái dân nghiện ăn nhưng sợ tốn tiền như mình phải gấp rút bay qua thôi chứ đợi cái gì nữa. Công nhận cái mẹt 49k này nhiều thiệt á, mà ăn xong mới phát hiện cái chén tóc mỡ nè. Ăn cũng giòn giòn thơm thơm nhưng mà khoái nhất là cái mẹt cuốn này nè. Lần nào ăn cũng phải kêu một mẹt này tại cái nư khoái mấy cái món cuốn cuốn mà. Công nhận cuốn xong rồi chấm mắm tôm ăn nó cuốn dễ sợ. Mấy cái topping rồi chả bún nó quện lại với nhau. Thêm cái mắm tôm mặn mặn ngọt ngọt cay cay nghe là thấy chịu không nổi. Mà cuốn này thêm xíu xoài với tai heo cho nó giòn giòn nữa là bao dính luôn. Bình thường ăn ở đây hay cho bún thêm miễn phí. Mà chợt nhớ ra mình còn nguyên mẹt đồ ăn thêm này nữa. Tại khoái ăn cái chả ram giòn giòn này nè. Mà cái này ngon thiệt cả nhà. Theo dự tính từ giờ tới cuối tháng mà chưa có lãnh lương thì đây có lẽ là chốn dựng chân hợp lý lắm. Mà nói chứ ăn lẹ rồi về thôi chứ ở đây đông quá trời.